Tôi xin trình bày cái mục đích của theo dõi monitoring trong chuyển dạ hay các bạn. Thì mục đích của theo dõi monitoring trong chuyển dạ là gì? Đó là để theo dõi cơn co tử cung. Thứ hai là để theo dõi nhịp tim thai, từ đó để đánh giá xem có suy thai hay không và để tiên lượng thai nhi có chịu đựng được cuộc đẻ hay không. Thì trên cái máy monitor này ta theo dõi cái gì đối với cái cơn co tử cung? Cái cơn co tử cung nó sẽ đánh giá trương lực cơ bản, cường độ và hiệu lực cơn co, tần số cơn co và thời gian cơn co. Còn đối với tim thai thì ta sẽ theo dõi nhịp tim cơ bản, dao động tim thai và đánh giá DIB, tức là DIB á. Đối với cái nhịp tim cơ bản thì sao các bạn? Thí dụ như nhịp tim cơ bản nó dao động từ 135 đến 160 lần trên một phút ha, thì người ta gọi là cái nhịp tim cơ bản. Còn cái dao động tim thai này hay còn gọi là cái dao động nội tại ha. Ví dụ nhịp tim mà cao nhất là 160, nhịp tim mà thấp nhất là 120 thì nó sẽ cách nhau 40 nhịp. Vậy là dao động nội tại là 40 nhịp ha các bạn. Còn đối với trường hợp mà suy thai mà có nhịp tim cao nhất là 130 và nhịp tim thấp nhất là 129 thì dao động nội tại là 1 nhịp ha các bạn. Thì ta thấy trên cái máy monitor này nè các bạn, đây là cái đỉnh của cơn co nè. Khi mà cái đỉnh cơn co này nó trùng với một cái đỉnh thấp nhất, tức là cái chân thấp nhất á, của tim thai, thì cái đỉnh của tim thai thấp nhất nó trùng với đỉnh của cơn co cao nhất thì có hiện tượng suy thai, người ta gọi là DIB 1 các bạn ha. Thì nó có hai DIB, DIB 1 và DIB 2. Thì nó lúc này nó sẽ có hiện tượng chèn ép vào đầu thai nhi, làm tăng áp lực nội sọ vào đầu thai nhi ha. Trường hợp mà cái đỉnh của cái cơn gò cao nhất nè, nó xuất hiện trước, rồi cái đỉnh thấp nhất của cái nhịp tim thai thấp nhất mà nó xuất hiện muộn hơn thì lúc này người ta gọi là DIB 2. Thì lúc này cái đỉnh thấp nhất của tim thai có hình V đúc ngược, thì lúc này nó có sự chèn ép lên dây rốn ha. Thì có khi thì nó có cả DIB 1 và DIB 2 luôn cùng xảy ra một lúc luôn các bạn ha.